Thực hiện đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, đoàn thể giai đoạn 2022-2025. Các cấp ủy đảng trong toàn huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ. Điều này đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của cấp ủy, qua đó từng bước xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. Thay vì in văn bản, ký, đóng dấu, giờ đây chỉ cần vài thao tác thông qua sử dụng chữ ký số. Chị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Hưu đã hoàn thành xong báo cáo định kỳ gửi đến cơ quan cấp trên và các chi hội. Việc cái chữ ký số này thì cũng mang lại rất là nhiều hiệu quả, tiết kiệm được thời gian, chi phí in ấn. Ví dụ tôi có thể dự tại các hội nghị hoặc ngồi tập huấn ở đâu đều có thể ký được chữ ký số. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện có khoảng 3.500 văn bản được ban hành trong môi trường mạng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc in ấn, phát hành. Hiện 100% các văn bản đi đến như các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, các công văn, kế hoạch đều được gửi, nhận thông qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp. Huyện ủy mà gửi xuống chỉ trong vòng 1-2 phút là chúng tôi cập nhật, nắm được ngay, giao việc cho cấp dưới là cũng nhanh, thuận tiện. Và cấp dưới thì cũng tham mưu giúp chúng tôi soạn thảo văn bản và phê duyệt cũng rất là nhanh. Và sử dụng ở mọi nơi mọi lúc được. Trên điện thoại rồi các cái ứng dụng công nghệ đều sử dụng được. Hiện nay, huyện đang tiếp tục duy trì các phần mềm đã triển khai phục vụ quản lý đơn thư, kiểm tra, quản lý dữ liệu đảng viên 3.0, quản lý hồ sơ cán bộ công chức. Các thông tin không mật được cập nhật, khai thác trên hệ thống thông tin tổng hợp và các hệ thống thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung. Đối với văn bản điện tử có độ mật cao được bảo đảm bởi các giải pháp mã hóa theo quy định. Tiếp tục tăng cường hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng, tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, từng bước là sẽ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những cái hiểu biết về công nghệ thông tin và đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng, đoàn thể cũng như trong quản lý điều hành của nhà nước đã từng bước góp phần thay đổi thói quen, lề lối làm việc, tạo môi trường chuyên nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu quả làm việc.